Xin được tự giới thiệu, họ tên đầy đủ của tôi là Chu Tiểu Anh, một chồng và hai con gái. Còn nghề nghiệp của tôi là cô giáo. Lúc đầu năm 96 thì dạy ở chuyên trường siêu. Thế nhưng từ năm 96 cho đến lúc nghỉ hưu thì tôi dạy ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Bình. Cơ duyên đến với sữa non là do anh Bình với chị Nguyệt. Cứ đến chia sẻ với tôi thì tôi cứ chị nghiên cứu. Thế nhưng mà nghiên cứu 10 tháng sau. 10 tháng sau thì cũng là sự cố, tức là chồng tôi bị tai nạn xe máy, bị khâu ở mặt đây này, 5 mũi bên trong và 8 mũi bên ngoài. Thế thì Nguyệt lên nói là chị ơi, chị xuống nhà em lấy cái sữa về cho anh vừa uống vừa bôi. Thì tôi nghĩ là chả có cái sữa quế nào lại vừa uống vừa bôi mà lại khỏi. Thế nhưng lúc bấy giờ thì chồng đau cho nên là cũng đi lấy lon sữa để về chồng uống, thì thấy nó cải thiện rất là tốt. Già rồi, ngoài 60 tuổi rồi nhưng mà nó can rất là nhanh và không bị một mũi nào nhiễm trùng, không bị sưng tấy gì cả. Mọi người đến thăm thì cứ bảo cái thằng này già như thế này rồi mà sao mày ngã như thế này, đau đớn như này mà sao nhanh thế. Ai cũng khen là nhanh. Và sau khi mà chồng uống xong đỡ cái vụ xe máy đấy nó ổn rồi thì tôi bắt đầu nhất trí với em Nguyệt, tức là chị đi cùng với em. Thì hai chị em cứ rong ruổi trên đường, tức là đèo Nguyệt đi, cứ ngồi nghe cô nói vậy cũng chưa sẵn sàng, nghe cô nói thế thôi, cứ là lái xe cho cô thế. Sau đó thì từ từ dần dần thì có một lần cũng là cái dịp sắp Tết thì tôi đi xe máy ngã vật đầu xuống và 10 ngày thì nó cứ vừa nôn và vừa đau đầu. Tôi nghĩ ra là khả năng khi mình bị não. Thế là tôi vác bảo hiểm đi khám ấy, thì người ta xác định là tôi bị đau đầu sau ngã. Thế và lúc bấy giờ thì tôi cũng kể thêm một số bệnh nữa thì người ta xác định tôi là vừa chính nội vừa chính ngoại. Thế và cái bệnh nghề nghiệp của tôi tức là viêm xoang, thế rồi họng hết các thứ, họng hạt các thứ vân vân. Thì nó rất là nhiều. Thế thì tôi mới đi khám từ mùng 7 tháng 2 năm 18. Sau đó thì tôi uống hết lon thứ hai. Hết lon sữa thứ hai thì thấy nó cải thiện rất là tốt. Tức là gì? Tức là trĩ của tôi nó không bị lòi ra, không bị ra máu một lần nào. Và nó không bị rát, không bị sao hết. Thậm chí là táo nó cũng bay biến. Và cho đến bây giờ thì tôi đang sử dụng đến lon thứ tư và chồng tôi thì sử dụng đến lon thứ bảy. Và đặc biệt là ông chồng nhà tôi thì ông rất là mê sữa non, và lúc đầu thì cũng kinh khủng lắm, đi rình rập xem là tôi làm gì, đi đâu làm gì. Thế nhưng mà bây giờ thì bắt đầu từ tuần trước là đã cùng đồng hành với tôi và đi cùng với tôi thì một ngày thì bán 8 lon sữa. Chúc mừng. Và bây giờ thì cũng nói với tôi rằng là thôi thì bây giờ em đi đâu thì anh đi đấy. Yes. Cho nên là cái cơ hội sữa non này nó không những là nó mang lại sức khỏe cho mình, tuyệt vời các mình bạn. Kinh doanh thì có tiền mà nó còn xích lại cái chuyện tức là gì, tình cảm vợ chồng rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ạ.